Chiều chiều nay miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng nhiệt cao. Quý vị chú ý phòng tránh say nắng, say nóng. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Ngày hôm nay, dự báo khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, cục bộ trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ là từ 13 đến 17 giờ. Quý vị lưu ý, đây chỉ là nhiệt độ dự báo trong lều khí tượng, còn cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ còn cao hơn vài độ nữa. Nắng nóng như vậy, nếu đi xe máy, xe đạp lâu ngoài trời, dễ khiến người lái xe mệt lả, choáng do say nắng say nóng. Do đó, khi đi chặng dài ngoài nắng quý vị nên mang theo bình nước dự trữ thường xuyên bổ sung nước tốt nhất là những loại nước chứa nhiều muối khoáng chủ động có những khoảng nghỉ ngơi hồi sức trong bóng mát